Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP gồm 11 nước thành viên trong đó có Việt Nam tham gia. Ngay cả khi hiệp định có hiệu lực từ tháng 1 năm 2019, các nước đã cam kết xóa bỏ 78 đến 95% số dòng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Việt Nam và cam kết xóa bỏ hoàn toàn từ 97 đến 100% số dòng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam tùy theo cam kết của từng nước tham gia cptpp ngoài những thuận lợi về cắt giảm thuế quan thì việt nam cũng phải cam kết tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại tiếp tục công khai và minh bạch quản lý nhà nước về phát triển thị trường khi hàng rào thuế quan được xóa bỏ hàng rào kỹ thuật sẽ nghiêm ngặt hơn đây sẽ là thách thức mà ngành nông nghiệp việt nam cần phải vượt qua do đó tại hội thảo cptpp cơ hội và thách thức cho nông sản việt vừa được tổ chức bộ công thương các hiệp hội doanh nghiệp đã tập trung cao vào thảo luận các vấn đề về phương thức tiếp cận thị trường khu vực đối với hàng nông sản cơ hội thách thức đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp kết nối cung cầu và tiếp cận chuỗi giá trị cho các sản phẩm nông sản v v những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị sẽ được hội nông dân việt nam bộ công thương tập hợp lựa chọn để làm cơ sở kiến nghị với đảng chính phủ nhằm mục tiêu đưa thương mại nông sản việt nam vững vàng vượt qua thách thức nắm bắt được cơ hội thuận lợi của cptpp Sản phẩm nông thủy sản của Việt Nam đã xuất khẩu tới trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 42,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018. 6 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 19,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2018.